Vâng, em chào mọi người nhé. Ngày hôm nay thì em rất là cảm ơn anh em khi mà cái đầu tháng 9 này thì anh em đã tin tưởng và ủng hộ bên hai cái sản phẩm văng số X12 này. Đó, anh em có thể nhìn thấy ở đây. Thì hai sản phẩm này ngày hôm nay em sẽ gửi đi cho anh Nam và anh Hoán. Anh Hoán là anh đổi từ sản phẩm Siso T3 sang cái sản phẩm X12 này. Và cái sản phẩm Siso T3 của anh Hoán này em thu về là 2 triệu. Thì em sẽ bán cho anh em là 2 triệu em không bao ship. Tức là đây là những cái cơ hội cho anh em rất là hợp lý để anh em có thể sử dụng cái sản phẩm này. Đây, cái sản phẩm Siso T3 của anh Hoán đây. Thực ra là nó cũng còn rất là đẹp. Đó, đây là cái vết xước bẩn nha anh nhé. Đó. Thì đối với cái sản phẩm Siso T3 này, nếu như anh em nào muốn bao ship và bảo hành thì em bán với cái giá là 2 triệu rưỡi em bao ship và bảo hành. Còn nếu anh em nào muốn cái giá tốt thì 2 triệu em không bao ship, anh em cứ mua. Thì đây là cái cơ hội mà em cũng muốn dành cho anh em là khi những cái sản phẩm mà nó được em thu hồi và em nâng cấp thì em sẽ bán cái giá rất là tốt cho anh em để anh em có cơ hội sử dụng sản phẩm và với cái giá rất là tốt. Tiếp theo ở đây thì là hai cái sản phẩm này em sẽ gửi cho anh Hoán và anh Thế Nam. Anh Thế Nam thì ở thành phố Hà Nội, còn anh Hoán thì như em vừa nói là anh ở Nghĩa Hưng, Nam Định. Và hai cái sản phẩm này em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi chúng ta test một chút xem chất lượng âm thanh của nó như nào. Em thì thật sự là em hát rất là yếu hơi, cho nên là em vẫn quen hát cái echo để cho nó dễ hát, và thực sự là nó cũng ngấm vào máu của em rồi. Em thích hát echo hơn, nên là cái dòng X12 này vẫn được em sử dụng về cái phần echo rất là tốt. Tiếp theo em cũng muốn chia sẻ đến toàn thể anh em một chút về cái những cái cấu hình mà chúng em cài sẵn vào trong con vang này. Thì làm sao để chúng ta có thể sử dụng những cái cấu hình này thì chúng ta sẽ có bằng cách là chúng ta sẽ nhấn cái Ritcon này. Anh em nhìn thấy không ạ? Ấn Ritcon một lần. Đó. Đây. Rất là mờ, ấn Ritcon một lần. Sau đó là anh em ấn, nó có hai dòng, dòng trên và dòng dưới. Chúng ta sẽ sử dụng ấn up để chỉnh dòng trên. Chúng ta sẽ xoay. Anh em sẽ thấy nó là mode 2 này, mode 3, mode 4 này, em cài cho anh em 4 mode. Anh em sau đó, sau khi gọi rồi, anh em sẽ ấn Ritcon thêm một lần nữa. Giả sử em chọn mode 1, em ấn Ritcon thêm lần nữa, sau em ấn down. Down là ít, được chưa? Ít, lúc này nó sẽ gọi mode ra. Và một chút nữa là để sử dụng các cái mode hiệu quả. Nhá, sử dụng các cái mode hiệu quả. Thì đương nhiên là những cái mode chúng em nạp nó chỉ là một phần ở đấy thôi, nó không thể chuẩn 100% được. Thì anh em khi về anh em sử dụng, chúng ta sẽ bằng một cách nào đấy chúng ta sẽ nâng giảm các ngưỡng âm lượng. Nhớ nhá, nâng giảm các cái ngưỡng âm lượng làm sao cho nó vừa đủ và âm thanh nó vừa hay. Cái nâng giảm âm lượng này nó rất rất quan trọng. Sau đó khi mà nâng giảm âm lượng chuẩn rồi thì anh em sẽ lựa chọn cho em các cái mode. Ví dụ như là nếu ta thấy mode 1 echo nó hay nhưng ở mode 2 tiếng mic nó lại được, thì anh em sẽ lấy cái phần echo của mode 1 chuyển sang mode 2, hoặc lấy phần tiếng mic của mode 2 chuyển sang mode 1. Thì những cái đó thì anh em sẽ liên hệ em sẽ hỗ trợ cho anh em. Đó, những cái mode sẵn mục đích chủ yếu là để anh em chọn cái mode phù hợp với nhu cầu của cá nhân riêng mình, chứ không phải những cái mode sẵn đấy là những cái mode chuẩn 100%. Anh em lưu ý cho em nhé, nó không thể chuẩn được đâu ạ. Rồi, bây giờ em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi chúng ta nghe thử một chút cái hệ thống này khi mà em đang chạy với một Milano. Vâng, Milano này gần như để gần như là bằng định là chúng ta vẫn có được cái chất lượng âm thanh rất là hay nha. Chất lượng của Milano thì anh em đang nhìn thấy đây. Và em vừa đang chạy cái cấu hình này thì xin mời anh em không làm mất thời gian của anh em nữa. Chúng ta sẽ cùng đi chúng ta nghe thử nào. Rồi, em mời anh em nha. Giờ mình đã biết chuyện tình đôi ta.
ta đừng hỏi. Anh đừng dẫn em. Kìa dĩ vãng mùa hương vẫn đẹp như giấc mơ. Trên trời bao ánh sao tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta. Em biết làm sao? Cũng xin trả lại em. Dù mãi em theo chồng, đời đời anh vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên. Thôi em hãy về, không chỉ là buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tà từ. Có lẽ là chúng ta chỉ cần thử như vậy thôi. Thì bây giờ em sẽ xin phép gửi các sản phẩm này đi cho toàn thể em nhé. Rất là cảm ơn anh em đã tin tưởng và ủng hộ anh em nhé.